Chào mừng tất cả các bạn đã xem video trên kênh Tâm sự cùng mẹ Rippy. Ngày hôm nay thì mẹ sẽ đưa ra một cái chủ đề để chúng ta cùng bàn luận ha. Đó chính là có nên đọc sách self-help hay không? Dành cho bạn nào không biết sách self-help là gì thì các bạn hiểu hôm nay đó là cái dòng sách mà tự hoàn thiện bản thân đó các bạn. Nhiều người cho rằng cái việc đọc sách self-help là một cái việc gì đó vừa tốn thời gian này, vừa tốn tiền bạc này, mà nó không có giúp được gì cho chúng ta hết. Nó cho chúng ta một cái gì đó gọi là áo tướng sức mạnh, áo tướng bản thân. Cái ý kiến đó thì mèo cho là đúng, nhưng mà đúng một phần nào đó thôi, chứ không có đúng 100% đâu nha. Người ta nói sách này là sách tự hoàn thiện bản thân. Vậy thì cái việc tự hoàn thiện bản thân là do bạn, chứ tại sao bạn lại đổ thừa cho cái quyển sách? Cho dù một cái quyển sách self-help hay đi, bạn đọc, bạn có áp dụng được cái gì từ cái quyển sách đó hay không? À không, bỏ cái quyển sách self-help qua một bên đi, cái quyển sách chuyên môn đi. Ví dụ bạn làm bên kinh tế, bạn đọc sách kinh tế rồi bạn có áp dụng hay không? Bạn không áp dụng á, chẳng lẽ bạn đổ lỗi hết cho quyển sách hay sao? Cái đó là do bạn ha. Thêm mèo nha, cái quyển sách self-help nó có hai mặt. Trong cái trường hợp đó, mà bạn không biết phải ứng xử như thế nào hết, bạn là người mới bước ra đời, bạn không biết cái con khi khu gì về đời hết, vậy thì ngồi tìm hiểu ở bên ngoài ra, ngồi đọc sách ra thì bạn làm được cái gì? Sách này thì mèo thấy đó, có những cái nó cũng khá là hay. Nó chỉ cho chúng ta những cái mà ứng xử, ví dụ như quyển tích nhân tâm đó, thì mèo rất là thích cái quyển này. Cái quyển này thì nó chỉ cho chúng ta những cái mà ứng xử, tại sao á mình cứ phán biện người ta càng bực mình, người ta càng phán biện lại, nhưng mà chúng ta thừa nhận người ta một phần gì đó thì người ta họ dịu hơn, chúng ta chịu nhận sai thì người ta dịu hơn. Cái đó thì mèo thấy rất là hay chứ. Ví dụ như mèo trước kia là một người rất là nắm nấy, mèo hiểu là tại sao khi mình kéo ghét người ta, mình nắm nấy, mình cương người ta thì người ta mới cương lại mình. Nhưng mà mèo thay đổi thì bây giờ mèo cảm thấy tự dưng mình dịu người ta thì người ta cũng dịu mình. Thấy chưa, nó cũng có giúp một phần nào cho chúng ta thôi, tự hoàn thiện. Quan trọng là chúng ta tự hoàn thiện chứ đừng có đổ lỗi cho một quyển sách đó. Cái đó thì nhưng mà tới một cái thời điểm nào đó thì sách self-help có thể nó không phù hợp với chúng ta nữa, thì chúng ta có thể ngừng đọc quyển sách đó, chứ không phải suốt ngày cứ đọc quyển sách đó thì cũng không đúng. Bạn đọc quyển sách đó cũng một phần nào đó đọc sách chuyên môn của bạn nữa, chứ đừng có đâm đầu cái suốt ngày đọc self-help mà nó cứ xoay quần như đó. Nó thúc đẩy chúng ta là cứ làm đi, tương lai sẽ tươi đẹp hơn. Làm đi mà quan trọng là các bạn làm như thế nào kìa, chứ đọc sách không thì nó cũng không thành công đâu. Cũng phải là tự thân vận động, tự thân phát triển kìa. Nhiều người cho là sách, đọc sách self-help nó không có giúp được gì cho chúng ta. Nhưng mà những cái ngày mà các bạn cảm thấy rất là stress, rất là mệt mỏi, mất luôn phương hướng trong cuộc sống của bạn thì đưa sách chuyên môn của bạn bạn nuốt nói cái quyển đó hay không? Đưa cho bạn quyển sách kinh tế gì cũng như thế này, bạn nuốt nói hay không? Chẳng lẽ lúc đó bạn đổ thừa là quyển sách nó vô dụng hay sao? Thì lúc đó thì bạn đọc một quyển sách self-help nào đó bạn cảm thấy thích thì may ra bạn tìm được cho mình một chút gì đó động lực, một chút gì đó mong muốn để mà hoàn thiện tốt hơn, mong muốn tương lai của mình tốt hơn. Đó là suy nghĩ của mèo thôi ha. Nói về cái dòng sách self-help thì mèo đọc cũng không có nhiều lắm đâu, khoảng cỡ chục quyển mà thật ra thì trên danh sách của mèo trên chục quyển self-help nhưng mà mèo đọc khoảng cỡ chục quyển tại hiện tại bây giờ mèo cảm thấy sách này nó không phù hợp với mèo nữa, mèo vẫn để đó. Nhưng mà một thời điểm nào đó mèo cảm thấy muốn đọc lại quyển đó thì mèo sẽ đọc. Bởi vì cuộc sống mà có những lúc này lúc kia chứ đâu phải lúc nào mình cũng xuống xí, lúc nào mình cũng cảm thấy vui, lúc nào mình cũng tìm ra phương hướng đâu. Nhiều khi mình đọc xong rồi mình quên cái quyển đó thì sao? Một trong những cái quyển sách mà mèo cảm thấy rất là thích và nó rất là bổ ích đối với mèo đó chính là bộ quyển sách của chú Tony buổi sáng đó các bạn. Chú có hai quyển là Cà phê cùng Tony và Trên đường băng. Đầu tiên là mèo mua cái quyển Trên đường băng. Mèo đọc xong quyển đó mèo quyết định là mua luôn cái quyển Cà phê buổi sáng cùng Tony luôn. Hai quyển sách đó là hai quyển sách rất là hay, rất là tuyệt vời. Lời văn của chú đọc là không có ngán một chút nào luôn
Rất là hài hước, rất là tự nhiên, mà ăn sau đó là một cái gì đó bài học sâu sắc, nó tới động lực của chúng ta là phải làm đi, phải làm đi, phải học hỏi nhiều hơn đi. Như bạn nào mà hồi giờ chưa từng đọc sách đó, có thể chọn hai quyển này đọc trước ha, nó giúp ích chúng ta rất là nhiều đó. Quan trọng là các bạn tự áp dụng nha, chứ đọc quyển sách mà báo người ta làm đi rồi giữ gìn vệ sinh đi, mới đọc xong uống xong hộp sữa vứt phiêu rồi từng cái, đọc xong đâu có tác dụng gì đâu. Quan trọng là chúng ta phải áp dụng cho chúng ta nữa kìa, chứ đọc xong mà không có áp dụng một cái chút gì hết, ngay cả cái việc đơn giản là vứt rác vào bên trong cái thùng rác còn làm không được á, thì đừng mơ mà thành công, đừng mơ mà giàu có ha. Cái chuyện đó quá dễ, ai làm cũng được, đứa nhỏ 3 tuổi làm cũng được, mà mình làm không được á thì mình còn thua đứa nhỏ 3 tuổi nữa. Nói tóm lại, theo ý kiến của Mèo nha, cái việc mà suốt ngày đọc sách self-help từ trên xuống dưới cái giá sách của bạn toàn là sách self-help không à, thì cái việc đó Mèo không ủng hộ lắm nha. Các bạn cũng thử đọc những cái quyển sách khác đi, các bạn sẽ thấy những cái hay của những cái quyển sách khác. Các bạn thử đọc những cái quyển sách chuyên ngôn môn của bạn đi, thì bạn sẽ được nâng cao tay nghề của bạn lên ha. Chứ đừng có đọc mãi cái quyển siêu hiếp đó đi. Đọc xong thì cũng phải áp dụng một chút nào đó, chứ đọc xong mà bỏ xó đó thì đọc để làm cái gì. Còn cái việc mà phán bác phê phán sách siêu hiếp là một cái quyển sách vô dụng á, thì ý kiến đó Mèo phán bác nó cũng có một chút nào đó tác dụng, nhưng mà tác dụng như thế nào là do bạn tự bạn hoàn thiện, chứ không phải là do quyển sách. Bây giờ bạn đọc 100 quyển sách mà không có áp dụng một cái gì hết á, thì nó cũng như bạn không đọc cái gì hết á. Còn những người mà từ trước tới giờ một năm không đọc nói một quyển sách á, thì không có quyền phê phán sách self-help. Đó là theo ý kiến của Mèo nha. Rồi thì cái video của Mèo cho xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của Mèo, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn yêu mến Mèo thì cho Mèo một like, một subscribe và comment ý kiến các bạn bên dưới nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.